Mình là dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe hạ áp ích nhân. Đây là một cái sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược sản xuất tại thành phố Nam Định và được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Ích Nhân thành phố Hà Nội Việt Nam. Sản phẩm này thì nó có cái tác dụng là điều hòa huyết áp, ổn định huyết áp, giảm nguy cơ tai biến cho những người mắc bệnh cao huyết áp. Vậy thì sản phẩm hạ áp ích nhân là gì, công dụng ra sao, cách dùng như thế nào, ai dùng được, ai không dùng được, và cũng còn rất nhiều những cái vấn đề lưu ý khi mua, cách bảo quản và khi sử dụng sản phẩm ra sao, thì sau đây mình sẽ trình bày với các bạn từng phần một cụ thể và chi tiết như sau. Phần thứ nhất là giới thiệu về sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe hạ áp ích nhân, thành phần có chứa trong sản phẩm. Phần thứ hai là công dụng của sản phẩm hạ áp ích nhân. Phần thứ ba là đối tượng sử dụng, cách dùng, liều dùng. Phần thứ tư là một số lưu ý khi mua và cách bảo quản sản phẩm thực phẩm chức năng hạ áp ích nhân. Và phần thứ năm là những chú ý đặc biệt khi sử dụng cái sản phẩm thực phẩm chức năng hạ áp ích nhân. Và trước khi đi vào phần chi tiết từng phần một cụ thể thì mình cũng có đôi lời nhắn nhủ tới quý vị khán giả và các bạn. Xem video thì hãy nhớ bấm like, share và hãy thật nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ giúp cho dược sĩ Ngọc Bé nhé. Và như chúng ta đã thấy thì cái bệnh cao huyết áp là một cái bệnh lý mà rất phổ biến hiện nay, rất nhiều người mắc phải. Vậy thì ngoài cái việc sử dụng thuốc tây để ổn định huyết áp, để điều hòa huyết áp thì người bệnh còn có cái xu hướng là tìm đến những thuốc đông y, những cái thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên, từ dược liệu để hỗ trợ giảm huyết áp và điều hòa huyết áp. Vậy thì cái sản phẩm hạ áp ích nhân là một cái sản phẩm rất là hữu hiệu trong vấn đề này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào phần thứ nhất là giới thiệu về sản phẩm và cái thành phần chính có chứa trong sản phẩm. Sản phẩm hạ áp ích nhân là một cái sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên và thành phần chủ yếu là có chứa là cao khô địa long, natokin, cao khô hoa hòe và cái hỗn hợp cao khô bao gồm có hạ khô thảo, huyền sâm, hà thủ ô chế, táo nhân sao đen, cao đằng và một số những cái thành phần phụ khác nữa. Thì nhà sản xuất là công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược đã cho ra đời một cái sản phẩm, đó chính là hạ áp ích nhân. Vậy thì khi uống cái sản phẩm thực phẩm chức năng hạ áp ích nhân này thì sẽ mang lại được những cái công dụng gì cho người bệnh? Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào phần thứ hai là công dụng cụ thể của cái sản phẩm hạ áp ích nhân. Thứ nhất là cái sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe hạ áp ích nhân nó có tác dụng là hỗ trợ tăng cường sức bền của thành mạch, hỗ trợ giảm huyết áp cao. Thứ hai là sản phẩm hạ áp ích nhân nó có tác dụng giảm nguy cơ tai biến mạch máu não do tắc mạch. Và các bạn lưu ý thì sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Những ai có thể sử dụng được cái sản phẩm hạ áp ích nhân và cách dùng liều dùng như thế nào thì sẽ mang lại được cái kết quả tốt nhất cho người bệnh. Sau đây mình sẽ trình bày với các bạn phần thứ ba là đối tượng sử dụng, cách dùng liều dùng của cái sản phẩm hạ áp ích nhân. Đối tượng sử dụng của sản phẩm hạ áp ích nhân này thứ nhất là dành cho những người bị cao huyết áp và có nguy cơ tai biến. Thứ hai là dành cho những người mà bị di chứng sau tai biến mạch máu não do bị tắc mạch. Và cái cách uống cái sản phẩm hạ áp ích nhân này dành cho những người bị cao huyết áp thì các bạn uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên sau bữa ăn sáng và bữa ăn tối 1 giờ. Dành cho những người bị di chứng sau cái tai biến mạch máu não thì các bạn uống một ngày 2 lần, mỗi lần từ 3 cho tới 4 viên sau bữa ăn sáng và bữa ăn tối 1 giờ. Các bạn lưu ý là uống với nước đun sôi để nguội, không uống với nước trà. Và cái sản phẩm hạ áp ích nhân này thì có thể sử dụng đồng thời với những cái thuốc tây khác để điều trị cao huyết áp. Tuy nhiên là các bạn nên uống cách xa nhau ra khoảng 2 giờ đồng hồ để cái sản phẩm hạ áp ích nhân này nó phát huy được hết tác dụng của sản phẩm. Vậy mua cái sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe hạ áp ích nhân ở đâu để đảm bảo chất lượng và cách bảo quản như thế nào? Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần thứ tư là một số lưu ý khi mua và cái cách bảo quản sản phẩm thực phẩm chức năng hạ áp ích nhân. Các bạn hãy tìm mua cái sản phẩm hạ áp ích nhân này ở tất cả những cái nhà thuốc, những quầy thuốc trên cả nước là đều có bán. Và khi mua thì cũng như nhiều những sản phẩm khác, các bạn phải kiểm tra cái hạn sử dụng của sản phẩm in ở bên cạnh của vỏ hộp. Mình khuyên các bạn là không nên mua những sản phẩm mà đã gần hết hạn sử dụng và tuyệt đối cũng không sử dụng những sản phẩm đã hết hạn sử dụng. Và nếu như mà các bạn muốn được cung cấp cái mặt hàng chính hãng đảm bảo chất lượng thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với dược sĩ Ngọc Bé. Nhà thuốc của mình thì có cung cấp đầy đủ các cái mặt hàng chính hãng và đảm bảo chất lượng.
Và trong suốt cái quá trình sử dụng sản phẩm hạ áp ích nhân thì các bạn hãy bảo quản cái sản phẩm này ở nhiệt độ phòng, tức là nhiệt độ mát mẻ, không quá 30 độ C, tránh ẩm, tránh ánh nắng trực tiếp. Và các bạn lưu ý là bảo quản tránh xa tầm tay của trẻ em nhé. Khi sử dụng sản phẩm hạ áp ích nhân này thì chúng ta cần chú ý những điều gì? Sau đây mình sẽ trình bày với các bạn phần thứ 5 là những chú ý đặc biệt khi sử dụng sản phẩm hạ áp ích nhân. Chú ý thứ nhất là sản phẩm hạ áp ích nhân này các bạn cần phải tuân thủ đúng theo liều khuyến cáo của nhà sản xuất đã đưa ra. Chú ý thứ hai là sản phẩm hạ áp ích nhân này được bào chế từ những cái thành phần dược liệu thiên nhiên, cho nên khi sử dụng rất là an toàn, không gây tác dụng phụ. Bởi vậy nên các bạn có thể yên tâm sử dụng. Tuy nhiên thì đối với những cái người mà có cái cơ địa mẫn cảm thì khi sử dụng các bạn cần phải thận trọng. Và sản phẩm này thì không dùng cho những cái người bị dị ứng với sản phẩm, hoặc là những cái người mà có cái tiền sử dị ứng với một trong những cái thành phần mà có chứa ở trong sản phẩm mình đã nêu ở phần trên thì các bạn không nên dùng. Và trong suốt cái quá trình sử dụng sản phẩm, nếu như các bạn gặp cái triệu chứng dị ứng hoặc là gặp cái hiện tượng bất thường đối với cơ thể thì các bạn dừng ngay sử dụng sản phẩm lại và xin cái tư vấn của bác sĩ hoặc là dược sĩ. Chú ý thứ ba là sản phẩm hạ áp ích nhân này không sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Chú ý thứ tư là sản phẩm hạ áp ích nhân này không sử dụng cho những người bị huyết áp thấp. Và một chú ý thứ năm là để tăng cái hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh thì khi sử dụng cái sản phẩm hạ áp ích nhân này, người bệnh cần phải kết hợp với cái chế độ ăn uống hợp lý, luyện tập thể dục thể thao. Và cái chế độ ăn uống ở đây thì mình cũng muốn nhắc các bạn là ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng này, ăn nhiều rau xanh và ăn ít muối, tức là ăn ít mặn thôi. Thì như vậy nó sẽ tốt hơn trong cái vấn đề là hỗ trợ giảm cao huyết áp và phòng ngừa tai biến. Trên đây thì mình đã giới thiệu với các bạn về cái sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe hạ áp ích nhân, là một cái sản phẩm rất là hữu hiệu trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp và phòng ngừa tai biến mạch máu não. Và nếu như các bạn đang mắc phải cái bệnh cao huyết áp, hoặc là ở gia đình các bạn đang có những người già, người lớn tuổi mà mắc bệnh cao huyết áp, thì các bạn hãy tìm hiểu và sử dụng cái sản phẩm này để hỗ trợ điều trị bệnh. Video của mình thì đến đây là kết thúc. Các bạn xem video hãy nhớ bấm like, share và hãy nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.